Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi video hướng dẫn tạo family quen các test mới đây. Thì hôm nay thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình tạo ra một cái family là bốn ghép inox của đài thần ha. Thì ở đây thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình tạo biến thiên thôi, tạo family biến thiên theo từng kích thước. Đấy, theo từng kích thước để tùy biến theo từng kích thước. Ở đây thì mình sẽ biến thiên theo hình dạng là hình chỉ hình hộp chữ nhật thôi nha. Thông thường á, mình với cái bồn ghép á, thì chúng ta có thể ghép ở nhiều hình dạng khác nhau tùy vào kích thước hay là tùy vào là cái vị trí lắp đặt thì sẽ có những cái hình dạng phù hợp. Tuy nhiên thì đa phần chúng ta thường sử dụng là những cái hình hình hộp chữ nhật là nhiều nhất, ghép theo dạng hình hộp chữ nhật là nhiều nhất. Vì vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình tạo cho nó cái family biến thiên dạng hình hộp chữ nhật nhé. Rồi thì đầu tiên thì các bạn phải chuẩn bị cho tôi đó một cái tấm panel. Đấy, một tấm panel dạng là 1 mét x 1 mét đây, thì tùy vào từng kích thước nhá, nhưng đa phần thì chúng ta thường dùng là tấm tầm là 1 mét x 1 mét. Thì 1 mét x 1 mét để mình ghép thì cứ 4 tấm đó, cứ là 6 tấm ấy, 6 tấm thì mình sẽ có được là một cái một khối, đúng không? 6 tấm là một khối. Rồi thì mình sẽ là tạo cho nó những cái tấm này và ghép lại. Rồi thì nó sẽ có hai cái mặt chính, đó là mặt là cái mặt sàn. Đấy, mặt sàn và mặt trần. Cái floor ấy, tấm floor. Đấy. Và các tấm liên quan đến là mặt là mặt kèn, đúng không? Mặt kèn cho 4 kèn. Thì mình sẽ tạo cho nó hai cái family là kèn và family family sàn nha. Để mình lúc mình tạo biến thiên cho nó dễ. Rồi thì để tạo family cần thì các bạn cứ vào là new này, tạo cho mình một cái project cái một là cái family từ một template mặc định của thằng Revit. Cứ dùng là generic model đi. Đấy, matrix generic model, open. Rồi sao lại thì tấm này gọi là panel floor đi, floor Step. Rồi giờ mình sẽ là loạt thằng này vào thôi, đúng không? Loạt vào. Đấy, đây nó sẽ để vậy ha. Và bạn sẽ là align nó vào nhá, align nó vào. Đấy, khóa năng này lại. Rồi nó dính vào floor rồi nên mình không cần phải là theo phương, không cần khóa theo phương này đâu, chỉ khóa theo phương phương dọc này thôi. Rồi mình sẽ dùng công cụ là array nha, array để mình là tùy biến cái kích thước. Đấy, tùy biến cái số lượng tấm theo chiều ngang. Đấy, mỗi cái cách nhau thì 1000, đúng không? Đây mình sẽ đặt cho nó là tầm 3 cái đây. Đấy, chọn vào đây, chọn vào cái số 3 này, tạo cho nó một cái label này, add parameter vào, đặt cho nó là nơi nhỏ đây, N1 instant, ok. Đấy, rồi lưu lại. Đấy, đây là một là tấm theo tấm đứng, đúng không? Giờ mình sẽ tạo cho nó một cái tấm cành này. Tấm này đang là tấm cành, đúng không? Tấm này đang là tấm floor. Floor thì nó sẽ nằm theo chiều khác. Rồi các bạn cứ select cái này đi, select đi. Select family, đúng không? Cho nó là một tấm là giả sử như tấm này tấm tường đi, tường. Bật cho nó panel tường này, panel tường, Zap. Rồi mở lại tấm sàn, ha, file này, hộp tấm sàn này, tấm sàn đấy, floor này, đấy, xóa những thằng này đi, tấm sàn thì nó sẽ nằm theo đó. Rồi các bạn load vào tấm sàn nhé, load vào này, load vào, vào floor đúng không? Đấy, tạm thời xóa thằng này đi, load vào lại. Đấy, chọn nó play on face này. Đấy, hoặc là play on đó, hoặc play này, refund face đúng không? Đấy, đặt đây. Rồi, align nó vào đây đúng không? Qua lại. Đấy, tấm sàn nó nằm vậy. Rồi, thì nó giờ mình sẽ là cùng là dùng lên là array nhá, array. Đấy, lấy nó 1000 đúng không? 1000.
Rồi số lượng nữa, cho 3 đi. Chọn thằng này đúng không? Đặt cho N1 này. Đấy, sao lại. Ok, vậy chúng ta có được tấm sàn và tấm tấm thành rồi. Rồi tiếp theo các bạn đó, tạo cho mình một cái family nhá, family mới là family cho thằng bể của mình. Đấy, cho thằng bồn inox của mình. Đấy. Cũng là matrix general model đi. Rồi đặt tên cho nó là water đúng không? Water panel tăng đi, water panel tăng. Đấy. Thì đó, bồn nước ghép đi. Đấy, set. Rồi thì giờ mình chỉ việc là load. Đầu tiên mình sẽ load thằng thành vào trước nha. Load thằng thành vào. Thành vào trước. Đấy, load vào. Đây. Đặt vào đây đúng không? Rồi ở lại nó vào. Qua lại. Rồi tạo cho nó một cái ribbon plane này. Ở đây đúng không? Đây. Đây là cạnh này là đặt cho nó là A này, A đi. A đúng không? Ok. Rồi A này thì nó sẽ là tương tự nhá, tương tự thằng này mình sẽ là Chris Simler này, cho nó qua đây này. Đấy. Qua đây đi. Đấy. Rồi, mirror nó, mirror nó. Mirror nó. Đấy. Đây qua đây, align vào. Cho nó khóa ngay vị trí góc. Lại ha. Rồi, bên này mình sẽ đặt cho nó là B đúng không? B. Đây. Đây. Đấy. Đặt cho nó là B. Ok. Rồi thằng này nó sẽ là N1 này, mình sẽ đặt cho nó là theo chiều rộng nhá. Chiều rộng thì mình sẽ là N lớn, N1 lớn. Đấy. Ok. Còn thằng bên này mình sẽ đặt thằng dưới này này, đặt cho nó là N2 đúng không? N2. Instant. Ok. Đấy. Rồi. Vào đây đúng không? Thì thằng A này mình sẽ bằng là gì? Bằng N1 đúng không? N1 nhân cho 1000 đúng không? Nhân 1000. Apply. Dưới này thì bằng N2 nhân 1000. Đấy. Apply. Ok. Đấy, vậy là mình được xong được 2 tấm đúng không? Giờ mình sẽ có thể mình sẽ là mirror nó qua, mirror nó qua. Cho nó nhanh ha. Mirror nó qua hoặc đấy, mirror nó qua. Chọn đây một điểm này, qua đây. Rồi AL nhá. Qua đây. Chọn map, qua lại. Dưới này cũng vậy. Chọn thằng này, qua lại đúng không? Tương tự thằng này cũng vậy. Bàn đó cùng nữa, mirror qua. Mirror qua. Đấy. Đó. AL đúng không? Để khóa nó lại này. Khóa thằng này lại đúng không? Đấy. Các vị trí góc này không thay đổi nên mình khóa ngay góc thôi. Rồi. Giờ mình sẽ lại xử lý từng thằng một này. Đấy. Giờ qua mặt bếp nha, mặt bếp. Đấy. Dưới này thì mình chưa có align xuống này, AL này. Align xuống ngay vị trí dưới. Rồi, khóa lại. Khóa không khóa được, không sao. Cứ khóa đi. Khóa lại. Cái này thì nó không quan trọng lắm. Rồi. Lép nhá, lép. AL. Rồi, khóa lại. Khóa lại. Rồi. Giờ mình sẽ dùng cũng dùng lần để mình là cho nó chạy đúng không? Chạy theo chiều dọc này thì các bạn sẽ dùng cho mình cái lệnh gì? Dùng cho mình cái lệnh cũng lệnh là array này, array. Đấy, đẩy lên đúng không? 1000. Ok. Số lượng bao nhiêu? Cho nó là 3 luôn đi. Ha. Thì thằng này các bạn đặt cho nó là N3 cho mình. Theo chiều cao mà, chiều cao thì N3. N3. Đấy, ok. Thì tương tự những thằng khác cũng vậy. Tương tự những thằng khác cũng vậy. Cho nó về là đấy, xem này đi. Thằng này các bạn cũng dùng array này, array 1000 nhá. Rồi, 3.
Đấy. Chọn thằng này, N3 đúng không? N3. Rồi. Front. Front. Cùng dùng lệnh là array đúng không? 1000. Đấy, cho nó 3 đúng không? Rồi, chọn thằng này. Cho nó là parameter N3 này. Đấy. Rồi, tương tự thằng bet đi. Đấy, thằng này cũng vậy. Cũng là dùng lệnh là array đúng không? Lên 1000. Cho nó là 3. Rồi, chọn thằng này. Chọn N3. Đấy, là mình xong thành rồi đúng không? Xong thành. Trước khi xong thành thì các bạn tạo cho mình một cái đường reference plane trên này nhá. Đó. Đường reference plane trên này. Đặt cho nó DI này. Ha. Đó, đặt cho nó là C đi, C hoặc H gì đó, tùy. H đi. H là chiều cao đi. Đấy, instant. Ok. Thì cái này sau này mình sẽ tùy biến cho nó. Đấy, thằng này thì cũng bằng N3 đúng không? N3 nhân cho 1000. Nhân 1000. Rồi apply ok. Đấy. Rồi mình kiểm tra xem nó chạy nhá, kiểm tra xem nó chạy dài cho rộng xem nó ok chưa. Giả sử như thằng này là chiều dài đi, số lượng thì N1 là bằng là 2 đi. Thằng này 2 đi. Thằng này 1 thử xem. Hai. Đấy, nó đang bị vỡ ra đúng không? Rồi lại nó vào AL. AL. Vào lại. Đấy, AL đúng không? Qua lại. Rồi, ok. Kiểm tra lại. N3 bằng 1 các xem được không? N3 bằng 1 thì nó không cho đúng không? Bằng 3 thử xem. Đấy, cái này cũng bằng 4 đi. Ok. Đấy. Rồi ha, cái này thì nó chỉ cho mình là tối thiểu là 2 đúng không? Tối thiểu là mỗi bên là đều 2 cả. Bởi vì dùng lệnh array thì nó sẽ là đi từ 2 trở lên thôi, chứ không cho về 1 ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đưa thằng tấm floor vào nha, đưa tấm floor vào. Vào quả thật phải tăng này. Đấy. Rồi. Hả? Đặt đây đúng không? Cứ đặt ra đây trước đi. Bàn AL này, align này. Thằng này ra đây đúng không? Đây qua lại thằng này cũng vậy qua lại đúng không, thì thằng này đấy các bạn sẽ đặt theo cái N1 này này, nó sẽ là theo thằng là N N2 của thằng B này đúng không, đấy theo thằng N2 này ok đó. Rồi xíu nữa thì thằng array này, array mình sẽ đặt cho nó là N1 đấy, để theo theo chiều rộng. Rồi thì mình sẽ là dùng lệnh array này. Đấy. Lên đây đúng không? 1000. 1000. Rồi hai ok. Chọn thằng này, đặt cho nó là gì? Đặt cho nó là N1. Đấy. Rồi ok chưa? Rồi, qua đây đúng không? Đấy. Ở dưới á, thông thường ở dưới á, người ta sẽ là đặt ngược lên và chỉ có một tấm nó lật 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 úp lại thôi, lật ngược lại để mình thoát nước trốn thôi. Đấy. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ cứ để nó vậy thôi, cứ để nó vậy, hình dạng mình chỉ làm theo hình dạng cho đúng là được rồi. Đó, đó là tấm sàn rồi nha. Rồi còn tấm ở phía trên, tấm sàn dưới, còn tấm tấm ở phía trên này, tấm phía trên thì các bạn là đó, các bạn copy lên cho mình lên mặt đứng này ha, lên mặt đứng rồi CO copy nó lên cho lên đây đi. Thằng này mình sẽ là ungroup nó AL đúng không,
Đấy, fit nó về đây, khóa lại. Rồi. Còn thằng này bạn nó ẩn thằng này đi ha. Ẩn những thằng không cần thiết đi để mình nó ở right thằng này AL này. Đấy, mình sẽ là khóa thằng này theo chiều theo mặt bằng ở dưới này. Rồi. Đấy, trên này mình đã có được một tấm rồi đúng không? Trên này mình đã có một tấm rồi. Một tấm rồi đúng không? Rồi mình sẽ là chuyển cả cao độ view range đi, view range của mình lên nó 5.000 xem. Ok. Rồi ở dưới của mình sẽ kiểm tra xem là thằng 3D của mình này là thằng nào đây. Đây, thằng trên này đúng không? Qua đây này, đấy, thấy không? Là thằng này đúng không? Rồi sẽ là dùng lên array này, cùng array qua đây thôi. Cũng là 1.000 đúng không? 1.000. Hai. Rồi chọn thằng này đặt cho nó là N1. Đấy, kiểm tra lại thằng này xem là đã đưa về N2 chưa? Ok. Rồi vậy đó, ok rồi này. Đấy, mình đã có được một cái bone inox rồi đúng không? Bone inox ghép rồi đúng không? Rồi mình kiểm tra nó bên kia này, nó chạy xem. Kiểm tra xem nó chạy thế nào. Cái này là loại đơn giản thôi, các bạn cứ để về là cho chạy theo ý muốn thôi. Đấy. Rồi, N1. N1 chiều dài chiều rộng chiều cao giả sử như 5 đi. Đấy, 5 5 2. Apply cái coi. Đấy, ok. Đấy, hiện tại nó đang bị sai cái này đúng không? Sai cái này trên cái dưới đúng không? Chuyển về cho mình cái mặt đứng. Đấy. Align nó vào AL này. Chọn thằng á. Này đúng không? Align nó xuống, khóa lại. Bên này cũng vậy. Bên này thì mình sẽ là align cho thằng này đúng không? AL này. Đấy. Qua. Khóa lại. Này mình chưa khóa đúng không? AL dưới. AL này. Đấy. Tạm thời ẩn trên này đi. Đúng không? Đấy, khóa lại. Rồi bên này mình phải lại theo cần này nữa nhé, mặt bằng này. AL nè. Đấy. Khóa lại. Đấy. Đó là do mình chưa có khóa nên là nó bị nhảy ha. Thì nên là lúc làm thì các bạn nên nhớ là phải khóa các mặt lại cho nó đúng thì nó mới lúc mình biến thiên chạy biến thiên thì nó mới không bị nhảy tùm lum được, không bị nhảy nữa nhiều hướng. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cho nó một cái là parameter là thể tích đi, thể tích của bồn để mình từ mình tính toán được cái thể tích bồn là bao nhiêu đúng không, tự động nhảy cho bạn cái thể tích bồn bao nhiêu. Mình kiểm tra trước này, kiểm tra mấy đây này unit của nó thì cái thể tích của mình đang để ở chế độ là mét khối đúng không, khối thì có nghĩa là mình sẽ là grid này tự động nó nhảy về cho bạn mét khối luôn nhá. New đặt tên là V tăng này, V tăng instant nha. Chọn cái loại parameter của mình là cái volume này. Ok thì ở đây nó sẽ bằng là gì, giá trị là A nhân B nhân C thôi đúng không, nhân B nhân H thôi đúng không, nhân H. Đấy, tự động nó trích ra cho bạn là 36 khối, 6 nhân 3 nhân 2 đúng không, là 36 khối. Apply. Ok, đấy. Thì vậy là đã add được hết tất cả các thông số rồi đúng không? Rồi một cái nữa thì vật liệu. Vật liệu hiện tại thì parameter vật liệu vẫn chưa có add vào này.
Còn kiểm tra nhá. Thằng này này. Đấy. Vật liệu. Rồi nóc mà lại tự rồi đúng không? Bên này mình cũng sẽ là cho nó cái vật liệu inox 304 thôi. Đó. Như add thêm cho nó vào cái vật liệu. Edit. Đây. Ở đây này, new nha. Panel thôi, panel inox. Inox đi. Hoặc là inox 304 đi. Inox 304. Instant. Ok. Cho nó thay hết đi. Ok. Rồi ok. Rồi giờ chỉ việc lót vào thôi đúng không? Lót vào cho thằng là water panel tăng thôi đúng không? Rồi. Tương tự thằng bên này cũng vậy. Đó, edit. Chọn vật liệu cho nó là inox 304. Ok. Rồi. Lại vào. Đấy. Rồi. Kiểm tra. Edit nó. Chọn cho nó là inox 304. Ok. Tiếp tục lại. Rồi thằng đó thanh cũng vậy. Edit. Cho nó cái inox 304. Ok. Đấy, kết thúc lệnh. Đấy, vậy là mình đã add được xong hết tất cả vật liệu rồi đúng không? Rồi giờ chỉ việc là add cho nó cái vật liệu vào thôi. Add vật liệu vào. Đây này. Cho nó cái vật liệu. Price. Rename nó. Là inox. Đấy, 304 gì đó. Rồi, thêm cho nó cái vật liệu vào thôi. Đấy. Metal đi. Cho nó cái vật liệu inox stainless steel gì đó. Hoặc là nhôm này đấy. Lấy màu này cũng được này. Đấy. Apply ok. Kiểm tra xem. Đấy. Rồi ok, đó là cách để các bạn đã tạo ra một cái bồn đó. Inox đấy, có khả năng biến thiên đúng không? Inox ghép có khả năng biến thiên. Rồi hy vọng trong qua video này thì các bạn có thể là tự tạo cho mình đó, những cái bồn inox ghép có khả năng biến thiên theo yêu cầu của dự án đấy, với kích thước tùy vào yêu cầu dự án của các bạn. Có rất là nhiều cách khác nhau. Ngoài ra thì các bạn còn phải bổ sung thêm các vị trí đấu nối này, đấu nối đường xả, đường cấp vào, nắp thắm các kiểu, thì cái đó thì mình sẽ xử lý sau. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video hướng dẫn tiếp theo của anh test mới đây. Xin chào và hẹn gặp lại.